Kính thưa quý vị, một người đàn ông gốc Việt nhận tội hiếp dâm và bắt cóc một cô gái vừa bị tuyên án đến 25 năm tù vào ngày 2 tháng 8 vừa qua ở tại tiểu bang Louisiana. Văn phòng công tố địa phương cho biết bị cáo Hiền Nguyễn, 45 tuổi, ở Puras cũng bị thẩm phán buộc phải ghi danh là kẻ phạm tội tình dục suốt đời. Năm 6 tuổi, nạn nhân đã bị bắt cóc và hiếp dâm trong một lần đi bệnh viện. Nạn nhân khi ấy đã 14 tuổi báo cho nhân viên sở xã hội biết là mình từng bị hành hạ tình dục 8 năm về trước. Nhân viên này liền báo cho cảnh sát. Kết quả điều tra đã dẫn tới việc cảnh sát bắt giữ ông Hiền Nguyễn ngay trước phiên xử dự trù bắt đầu vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Vì cả đã nhận tội và cả hai tội tham gia bắt cóc và hiếp dâm. Nên nhân đã cung cấp lời khai đọc trước tòa về ảnh hưởng nghiêm trọng của tội ác lên cuộc đời của thiếu nữ này trước khi thẩm phán tuyên đọc án phạt. Chính thưa quý vị, một câu chuyện của đồng hương gốc Việt chúng ta khiến cho cả cộng đồng nói riêng khá là tự hào. Bà Kim Đặng là người con lớn trong một gia đình. Trong một làn sóng những người phải vượt biển đi tìm tự do vào đầu những năm 80, gia đình đó ở Quảng Ngãi sinh sống ở chợ lớn, ra đi từ quê nhà và tái lập cuộc đời và thành đạt tại miền Nam Cali. Gia đình là người gốc Quảng Ngãi nhưng đã trở thành người Sài Gòn. Bà Kim Đặng lớn lên trong gia đình như vậy sau hơn 40 năm, giờ ngồi kể lại vẫn không thể nào giấu được những cảm xúc và những ám ảnh trong chuyến vượt biển của gia đình. Lúc đó tôi mới chỉ có 11 tuổi, nghe mẹ kêu tôi và mấy đứa em, đứa nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, sắp đồ lên xe đi Quảng Ngãi cứ nghĩ đến việc về quê thì thích lắm, nào ngờ đói lại là một chuyến đi không biết ngày về. Bà tâm sự Nhà tôi ở quê có chiếc tàu nhỏ thôi, đủ để đưa bà con họ hàng cùng nhau vượt biển lúc ra tàu. Cảnh sát rượt theo dữ lắm, may mà mấy mẹ con tôi chạy kịp. Nhiều người trong họ hàng phải ở lại. Trong lúc chạy thục mạng vì bị cảnh sát rượt, mẹ của cô đánh rớt chiếc la bàn khi tàu chạy thoát bị mất phương hướng. Hôm đó trời bão, gió đẩy tàu ra biển lớn. Sau 8 ngày linh đinh trên biển gặp được tàu đánh cá lớn vớt lên mọi người được đưa tới trại tị nạn Hồng Kông và đó là năm 1980. Cho đến bây giờ tôi không thể nào quên 8 ngày đêm kinh hoàng đó, cả tàu ai cũng ói lên ói xuống vì bị say sóng. Mọi người nằm bẹp dí, cứ hút được miếng cháo thì lại ói ra hết. Mẹ và mấy chị em tôi bị ám ảnh suốt mấy chục năm qua nên không bao giờ đi du lịch bằng tàu được, bà kể như vậy. Trước đó vào năm 78, người cha của bà vượt biên qua tới Hawaii ở một thời gian thì chuyển sang thành phố Long Beach, quận hạt Los Angeles, nên mấy mẹ con của bà chỉ ở trại tị nạn Hồng Kông gần 7 tháng là được ông bảo lãnh sang Mỹ. Cả nhà đoàn tụ và sống tại thành phố biển Long Beach, cách Lido Sài Gòn chưa tới 20 dặm và cho đến bây giờ. Và nhớ lại, khi đó 6 người trong gia đình bà ở trong một căn chung cư hai phòng ngủ, trên Long Beach Boulevard. Căn nhà được một hội công giáo giúp đỡ trong những ngày đầu lạn nước lạ cái, nơi xứ lạ quê người. Ngôi nhà nhỏ xíu nhưng giống như chạm trung chuyển là nơi ở cho các gia đình. Như gia đình của bà nhập cư sang để mà ở tạm trước khi chuyển sang các tiểu bang khác hoặc rời xuống Little Sài Gòn. Cứ thế hết người này tới rồi người kia đi, người khác lại tới. Nhưng gia đình của bà Kim cũng đâu khá giả gì, Họ ra đi với đôi bàn tay trắng bỏ lại tất cả và phải làm lại cuộc đời bằng cách kiếm sống từng đồng xu trên đất Mỹ. Lúc đầu ba của bà Kim làm ở trạm xăng được trả 3 đồng 35 đô một giờ, nuôi vợ và bốn đứa con, vừa đi học về ngành điện và làm nghề này từ đó cho đến nay. Mẹ của bà Kim ở nhà làm may cắt chỉ nhưng thu nhập chẳng là bao. Bà ba cố gắng học nhanh để lấy được bằng tóc và neo trải qua bao tháng ngày cực khổ như vậy bà mới cùng chồng nuôi được con cái ăn học thành tài như ngày hôm nay. Bà Kim là chị lớn nhất trong nhà nên ba mẹ muốn con gái làm gương cho các em. Mới sang không biết tiếng, bà không thể giao tiếp nên mẹ của bà bắt con gái phải chú tâm học anh ngữ. Bà nói với con qua Mỹ được là có cơ hội rồi, con phải học cho thiệt giỏi nghe chưa? Kim vâng vâng dạ dạ, nhưng có học sinh lớp 4 vẫn bị sốc vì trong trường chẳng có bạn nào nói tiếng Việt với mình. Mãi hơn một năm sau, khi mới quen được cuộc sống mới và nói tiếng Anh một cách lưu loát và học giỏi nhất là môn toán. Tốt nghiệp trung học xong, bà được trường đại học UC avoid Cal State Long Beach. Nhận nhưng vì UC xa nhà nên bà đã chọn Cal State Long Beach. Và những năm 80 ở Việt Nam hay nói nhất y nhì dược tạm được bách khoa. Như nhiều bậc phụ huynh muốn con mình phải là người trí thức thành đạt, ba mẹ của bà Kim cũng ém buộc con gái của mình phải theo ngành y hoặc là ngành dược. Tôi nghe lời ba mẹ dù thật tình là khi ấy chẳng biết có thích hay không. Có điều trong đầu tôi luôn nghĩ là sẽ không bao giờ làm kinh doanh và không bao giờ bà nói như vậy. Sau 2 năm học các môn về y khoa, bà nhận ra hướng đi này không đúng đường mình chọn. Chương trình học rất khó, bà nghĩ khó mà thích thì mình ráng mà ráng được, nhưng khó mà không thích thì thua. Bà chán nản đi lấy chồng năm 25 tuổi và cùng chồng làm kinh doanh. Cho đến nay, chồng của bà Kim là một mục sư Johnson từng sở hữu một ngôi trường, nhưng vì nhiều lý do nên phải tạm bỏ. Thấy chồng có kinh nghiệm, bà đã khuyến khích ông mở lại trường đào tạo về ngành y. Ông đã chiều vợ của mình, thế là ngôi trường đó đã hình thành UAHS ra đời, đó là năm 1994, ngay sau khi bà đổi tên thành Kim Đặng Johnson. Những ngày đầu, UAHS chỉ là một cơ sở giáo dục tư nhân sau trung học cơ sở được thành lập để đào tạo những sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và sức mệnh này vẫn được thực hiện cho đến ngày nay. Khi bằng cấp của AUHS được công nhận có giá trị tương đương với nhiều trường đại học danh tiếng khác thì người cha của bà Kim cũng đã 90 tuổi, ông vẫn ngày ngày đến đây để kiểm tra chăm sóc hệ thống điện trong khuôn viên nhà trường của con mình. Còn người mẹ tìm nguồn vui bằng cách nấu nướng cho con cái Nhà tôi toàn ăn đồ Việt Kể cả ông chồng người Mỹ nhưng rất mê món Việt Các con cũng vậy Con trai lớn thích món thịt kho trứng Còn cậu út hay đòi ăn canh khổ qua bà ngoại nấu Nhà tôi chỉ ăn cơm gia đình Mình bận thì bà ngoại nấu giúp Tụi nhỏ không thích ra ngoài ăn Do quen món bà ngoại và mẹ nấu Thức ăn ngoài quán không vừa miệng bà kể lại như vậy và có ba người con, hai trai một gái, trong đó cô gái giữa 23 tuổi đang theo nghề mà ông bà ngoại mong muốn là ngành y và học ngay ở trường của ba mẹ. Năm 21 tuổi, cô gái tốt nghiệp y tá và sau đó học lên master và trở thành thạc sĩ y tá trong tháng 6 năm 2023 vừa qua. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng